Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Thêm 3.201 ca COVID-19. Hà Nội yêu cầu người dân không ra khỏi thành phố. Hà Nội phát hiện 21 ca nhiễm nCoV liên quan đến một công ty thực phẩm. Dịch lan ra 20 thành phố, Trung Quốc chạy đua xét nghiệm hàng triệu người. Sau đây là tin chi tiết. Bộ Y tế sáng ngày 2 tháng 8 công bố hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3 ca nhập cảnh và 3.198 ca ở 20 tỉnh thành, trong đó có 976 ca trong cộng đồng. 3.198 ca ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh với 1.997 ca, Bình Dương 496 ca, Đồng Nai 189, Cần Thơ 119, Tiền Giang 79, Đà Nẵng 76, Vĩnh Long 50, Hà Nội 46, Bình Thuận 46, An Giang 17, Kiên Giang 17, Bình Định 14, Ninh Bình 13, Đồng Tháp 11, Đắk Nông 10, Nghệ An 8, Thanh Hóa 4, Hà Tĩnh 3, Lâm Đồng 2, Gia Lai 1. Như vậy, số ca nhiễm sáng nay giảm 1.174 ca so với sáng qua. Trong đó 2.222 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa, giảm 1.266 ca. 976 ca đang điều tra dịch tễ, tăng 92 ca. Số ca mới nâng tổng số ca nhiễm tại thành phố Hồ Chí Minh lên 96.292 ca. Bình Dương là 17.354 ca, Đồng Nai là 4.740 ca, Đồng Tháp 3.198 ca, Tiền Giang 2.296, Hà Nội 1.457, Cần Thơ 1.022, Đà Nẵng 1.014, Vĩnh Long 902, Bình Thuận 667, An Giang 316, Kiên Giang 256, Nghệ An 221, Bình Định 195, Hà Tĩnh 152, Đắk Nông 79, Gia Lai 62, Lâm Đồng 53, Thanh Hóa 47, Ninh Bình 25. Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 153.621 ca, ghi nhận ở 62 tỉnh thành. Tổng số ca được điều trị khỏi là 43.157, số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 432, số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 18. 5 tỉnh gồm Bắc Cạn, Điện Biên, Quảng Ninh, Thái Bình, Yên Bái đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. 4 tỉnh gồm Bắc Cạn, Điện Biên, Quảng Ninh, Yên Bái đã qua 30 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Số lượng xét nghiệm từ 27 tháng 4 đến nay đã thực nghiệm 6.213.144 mẫu cho 17.535.773 lượt người. Trong ngày, thêm 209.156 liều vaccine được tiêm. Như vậy, tổng số liều đã được tiêm là 6.415.219 liều. Trong đó tiêm một mũi là 5.756.155 liều, tiêm mũi 2 là 659.064 liều. Đến ngày 31 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh đã được phân bổ 3 triệu liều, ước tính khoảng 22,3% nhu cầu tiêm chủng cho người từ 18 tuổi trở lên, đạt tỷ lệ phân bổ cao nhất cả nước đến nay. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành công điện số 17 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Ủy ban nhân dân Hà Nội giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận huyện thị xã huy động tối đa các lực lượng kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế, cung cấp các lương thực, thực phẩm cho những người lao động nghèo, mất thu nhập, không còn dự trữ để người dân an tâm ai ở đâu ở đấy, tại các khu vực cách ly, khu vực phong tỏa. Đáng chú ý, thành phố yêu cầu chính quyền địa phương tuyệt đối không để người dân di chuyển ra ngoài địa bàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội theo đúng quy định tại công điện số 1063 của Thủ tướng, trừ những người được chính quyền cho phép.
chỉ thị Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Nếu để người dân tự ý di chuyển ra khỏi địa phương mình, Ủy ban Nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm tổ chức tiêm vaccine ngừa COVID-19 trên địa bàn, đảm bảo đúng đối tượng, công bằng, minh bạch trong tiếp cận vaccine, tổ chức tốt công tác truyền thông cho chiến dịch tiêm chủng để người dân hiểu, ủng hộ, thực hiện theo các hướng dẫn. Tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc, hướng tới mục tiêu sớm đạt được miễn dịch cộng đồng, nhưng vẫn đảm bảo công tác tiêm chủng an toàn lên hàng đầu, công điện nêu. Sở Y tế huy động đội ngũ chuyên gia và nhà quản lý y tế tham gia tư vấn các giải pháp phòng chống dịch bệnh. Ngành y tế khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức mua sắm kịp thời vật tư, thiết bị y tế để ứng phó với tình huống dịch bệnh ở mức trung bình cao và rất cao, trên tinh thần hiệu quả tiết kiệm, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách, sẵn sàng cho tình huống dịch diễn biến xấu. Thành phố giao Sở Y tế rà soát, tham mưu phương án điều trị tổng thể 20.000 bệnh nhân mắc COVID-19, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 5 tháng 8. Thành phố yêu cầu sở ngành khẩn trương hoàn thiện phương án thí điểm 1.000 giường điều trị bệnh nhân không triệu chứng, triệu chứng nhẹ tại các khu chung cư Đền Lử 3 để đưa vào hoạt động từ ngày 2 tháng 8. Thành phố giao Sở Y tế tham mưu để Ủy ban Nhân dân Hà Nội đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bệnh viện 108, Bệnh viện 103, Học viện Quân y, Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga và các đơn vị quân đội có phòng xét nghiệm Real-time PCR phối hợp hỗ trợ năng lực xét nghiệm. Hà Nội yêu cầu huy động đội ngũ cán bộ y tế không phân biệt công tư tham gia công tác phòng chống dịch trên địa bàn, có biện pháp phù hợp để nâng cao chất lượng, số lượng bác sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên. Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì rà soát địa điểm và đề xuất thành lập các cơ sở cách ly tập trung với năng lực 3.000 đến 5.000 chỗ một huyện và các địa điểm thành lập bệnh viện dã chiến của thành phố. Sở Xây dựng đề xuất phương án trưng dụng quỹ nhà ở, ký túc xá sinh viên, cơ sở giáo dục đào tạo, trung tâm thể dục thể thao làm khu cách ly tập trung, khu thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19. Sở Công Thương đảm bảo nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm và cung ứng các mặt hàng thiết yếu phòng chống dịch, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn thành phố, theo dõi kịp thời tình hình giá cả hàng hóa, ổn định giá, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu, hướng dẫn thống nhất chung về quy trình, mẫu đi mua hàng cho người dân mua hàng. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ cho người dân, người lao động, người sử dụng lao động, người mất công ăn việc làm do dịch bệnh. Sở Tài chính tham mưu nguồn cung phí phục vụ đảm bảo công tác phòng chống dịch, phương án hỗ trợ, chi viện cho các địa phương gặp khó khăn về nguồn kinh phí phòng chống dịch. Hà Nội phát hiện 21 ca nhiễm nCoV liên quan đến một công ty thực phẩm. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, lúc 17:30 ngày 1 tháng 8, sau khi nhận được thông báo về chùm ca bệnh gồm 20 trường hợp mới mắc COVID-19 liên quan đến công ty thực phẩm Thanh Nga, số 82/651 Hai Bà Trưng, đội đáp ứng nhanh số 2 đã lập tức xuống địa bàn thành phố thực hiện điều tra truy vết và xử lý ổ dịch. Ca chỉ điểm được phát hiện là VNA, nữ, 21 tuổi, địa chỉ tại 170 Văn Chương, Đống Đa. Nghề nghiệp là sinh viên thực tập tại công ty thực phẩm Thanh Nga đến hết ngày 30 tháng 7. Ngày 28 tháng 7, A có dấu hiệu ho, sốt, đau họng đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn. Sinh viên này có kết quả sàng lọc dương tính SARS-CoV-2. Ngày 31 tháng 7, kết quả khẳng định tại CDC Hà Nội là dương tính nCoV. Cùng ngày, Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng điều tra xác minh và lấy mẫu tổng số 30 trường hợp F1 của bệnh nhân VNA, trong đó 3 trường hợp được chuyển cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. 27 trường hợp còn lại cách ly trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, gồm 24 người tại địa chỉ công ty, 16 người sống tại công ty và 8 trường hợp từ địa phương khác đến cách ly, 3 trường hợp tại nhà. Ngày 1 tháng 8, CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định thêm 20 trường hợp nhân viên công ty dương tính mới, họ đều là F1 của bệnh nhân A. 20 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 được phát hiện tại công ty này, gồm 11 nhân viên giao hàng, 6 nhân viên văn phòng, 1 người đóng hàng, 2 người còn lại cư trú tại quận Hoàng Mai và Hai Bà Trưng. Đa số nhân viên giao hàng và văn phòng mắc COVID-19 làm việc ở tại công ty. Một số người khác có địa chỉ cư trú tại huyện Thanh Trì, quận Long Biên, Hoàng Mai, Hoàn Kiếm. Như vậy, hiện cộng dồn có tất cả 21 trường hợp dương tính liên quan đến công ty thực phẩm Thanh Nga. Công ty thực phẩm Thanh Nga có cơ sở chính tại 15/651 Minh Khai, Hai Bà Trưng và kho đông lạnh tại địa chỉ 82/651 Minh Khai, nơi có nhiều nhân viên sinh sống.
hoạt động lĩnh vực cung cấp thịt bò. Tổng số nhân viên là 43 người. Ngay sau khi xác định những ca nhiễm trên, CDC Hà Nội đã phối hợp với Trung tâm Y tế Hai Bà Trưng và đơn vị liên quan đến điều tra lịch trình di chuyển và người tiếp xúc các bệnh nhân dương tính. Tính đến 20 giờ ngày 1 tháng 8, khoảng 300 hộ với 1.000 nhân khẩu đã được phong tỏa tạm thời. Các trường hợp xác định đã được liên hệ chuyển đến Bệnh viện Bắc Thăng Long. Tổng số F1 được xác định là 17 người, trong đó 10 F0 lấy mẫu ngày 31 tháng 7 có kết quả xét nghiệm âm tính. 7 trường hợp còn lại được lấy mẫu vào ngày 1 tháng 8 chưa có kết quả xét nghiệm. 750 mẫu xét nghiệm đã được tiến hành với những trường hợp liên quan, người trong khu vực ổ dịch khoanh vùng. Trong đó, 500 mẫu gộp sàng lọc cộng đồng và 230 người sống trong ngõ 651 Minh Khai. Các mẫu bệnh phẩm đã được gửi bệnh viện Sanh Bôn, hiện chưa có kết quả. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã lập danh sách nhân viên làm việc tại công ty cùng địa chỉ ngõ 651 Minh Khai, thông báo để họ chủ động tự cách ly tại nhà và khai báo với y tế địa phương. Toàn bộ nhà và khu vực xung quanh ngõ 651 Minh Khai được phun khử khuẩn. Dịch lan ra 20 thành phố, Trung Quốc chạy đua xét nghiệm hàng triệu người. Các thành phố của Trung Quốc đã xét nghiệm hàng triệu người và áp đặt hạn chế đi lại mới, ngăn chặn đợt bùng phát dịch COVID-19 lan rộng nhất trong nhiều tháng. Trung Quốc trong ngày 1 tháng 8 ghi nhận 75 ca mắc COVID-19 mới với 53 trường hợp lây mắc trong cộng đồng. Trong đó, cụm dịch liên quan đến một sân bay ở phía đông đã lây nhiễm đến hơn 20 thành phố và hơn 12 tỉnh. Về mặt địa lý, đợt bùng phát dịch lần đó là đợt bùng phát dịch lớn nhất trong Trung Quốc trong vài tháng gần đây, sau thành công ban đầu của nước này trong việc kiểm soát phần lớn đại dịch bên trong lãnh thổ vào năm 2020. Tình hình trở nên nguy hiểm sau khi biến chủng Delta với khả năng lây lan nhanh đã bùng phát tại sân bay Nam Kinh, tỉnh Giang Tô vào tháng 7. Các nhà chức trách Trung Quốc hiện đã tiến hành 3 đợt xét nghiệm đối với 9,2 triệu dân của thành phố Nam Kinh và phong tỏa hàng trăm nghìn người. Trong một nỗ lực nhằm hạn chế sự bùng phát của ổ dịch mà Bắc Kinh đổ lỗi cho biến chủng Delta và mùa du lịch cao điểm. Trung Quốc cũng đang chạy đua để theo dõi hơn 5.000 người từng tham dự lễ hội âm nhạc ở Trương Gia Giới, một thành phố du lịch ở tỉnh Hồ Nam. Trương Gia Giới đã phong tỏa toàn bộ 1,5 triệu dân và đóng cửa tất cả các điểm du lịch sau khi 4 du khách có kết quả xét nghiệm dương tính với virus gây đại dịch COVID-19. Giới chức y tế cho biết, ổ dịch ở Trương Gia Giới bùng phát do những du khách từ Nam Kinh và khiến dịch bệnh lây lan ra hơn 20 thành phố. Trương Gia Giới hiện đã trở thành vùng đất mới cho sự lây lan dịch bệnh của Trung Quốc. Chúng tôi phải mở rộng mạng lưới hơn khi truy vết các ca tiếp xúc gần của biến chủng Delta, nhà virus học Zhang Nam-san cho biết. Bắc Kinh ngày 1 tháng 8 ghi nhận 3 ca nhiễm trong cộng đồng là một gia đình sống ở ngoại ô thủ đô Trung Quốc trở về từ Trương Gia Giới. Bắc Kinh đã cắt tất cả các tuyến đường sắt, xe buýt và chuyến bay tới các khu vực đã phát hiện ca nhiễm virus. Thủ đô của Trung Quốc cũng dừng đón khách du lịch trong mùa cao điểm du lịch hè và chỉ cho phép những du khách thiết yếu có xét nghiệm axit nucleic âm tính vào cửa. Các trường hợp mắc COVID-19 mới cũng được ghi nhận hôm 1 tháng 8 trên đảo Hải Nam, một điểm du lịch nổi tiếng khác ở Trung Quốc cũng như ở khu vực Ninh Hạ và tỉnh Sơn Đông. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang đối phó với sự gia tăng số ca nhiễm ở thành phố Trịnh Châu, nơi vừa bị lũ lụt tàn phá ở tỉnh Hà Nam. Sau khi hai nhân viên vệ sinh tại một bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 từ nước ngoài có kết quả xét nghiệm dương tính. Với 30 ca lây nhiễm đã được phát hiện tại Trịnh Châu, các nhà chức trách ngày 1 tháng 8 đã yêu cầu xét nghiệm toàn bộ 10 triệu dân. Người đứng đầu Ủy ban Y tế của thành phố cũng bị sa thải. Mặc dù có thông tin một số ca nhiễm trong đợt bùng phát dịch mới nhất đã được tiêm chủng, giới chức y tế Trung Quốc khẳng định điều này là bình thường, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm vaccine cùng với các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt. Khả năng bảo vệ của vaccine COVID-19 đối với biến chủng Delta có thể đã giảm đi phần nào, nhưng vaccine hiện tại vẫn có tác dụng phòng ngừa và bảo vệ tốt đối với biến chủng Delta. Tiến sĩ Fang Jian, nhà virus học tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc cho biết. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận của video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp.